Kênh LTK Bonsai mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh lại trở lại nhà vườn của chị Thúy Ngọc, địa chỉ ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để review giao lưu với cô chú anh chị một số mặt hàng hoa kiểng bonsai thành phẩm. Rồi giờ thì mình sẽ vào gặp chị Ngọc để giao lưu với chị hay quý cô chú anh chị. Rồi chào chị Ngọc ơi. Nhà vườn Thúy Ngọc mến chào toàn thể cô chú anh chị xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có một số cây muốn gửi đến giao lưu cô chú anh chị, gồm có sam gạo, hai cây dừa linh sam, hồng ngọc mai. Xin gửi đến giao lưu tới cô chú anh chị. Em ở địa chỉ ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938323449 ạ. Và cây mã số 1 của em cũng là sam hạt gạo nha cô chú anh chị, bông màu tím ạ. Mã số hôm nay là mã số B nha cô chú anh chị. Cây có tàn bay cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 22. Tổng tàn em đo như vậy là được 30. Cây đã thần chậu nha cô chú anh chị. Xương cốt đồ dãy cho nha cô chú anh chị. B1 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 250 ạ. Bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi đó. B2 sam gạo. Chiều cao là 18. Tổng tàn em đo như vậy là được 28 ạ. Quành thân em đo như vậy là được 13. Đường kính bầu là 14. B2 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 250 ạ. Rất là đều tàn, dày tàn nha cô chú anh chị. B3, cái bông sam mặt gạo, bông nó màu tím rất là dễ thương và đẹp nha cô chú anh chị. Nụ quá rất là nhiều nha, cây phát triển rất là tốt ạ. Chiều cao là 19. Tổng tàn em đo như vậy là được 43. Cây cái dáng như tàn rừng nha cô chú anh chị. Và vành thân em đo gì là được 16. Đường kính bầu là được 15. B3 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 280 nha cô. Rất là tàn nó rất là dày nha cô chú anh chị. B4. Chiều cao là 19. Và tổng tàn em đo như vậy là được 36. Quành thân em đo như vậy là được 9. Đường kính bầu là 16. B4 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 250 ạ. Tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi, số điện thoại em là 0938323449 ạ. Cũng là số để kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. B5. Chiều cao là 13. Tổng tàn em đo gì là được 26. Quành thân em đo như gì là được 13 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 17. B5 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 200 ạ. Xương cốt dày đặc cho nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được 4 cây kim quýt. B6. Chiều cao là 21. Tổng tàn em đo như vậy là được 40. Và hoành thân của nó là gần 15 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 23. B6 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800 ship chậu ạ. B7 cũng ship chậu giá 800 lừa. Chiều cao của cây là 23. Tổng tàn em đo như vậy là 40.
Hoành thân của cây là được 14. Chỗ này nó có một vết thẹo mảnh liền rồi nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 23. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Cho em đổi mã B8 kim quýt. Chiều cao là 37 à. Tổng tàn em đo như vậy là được 46 và khi đi em có thể ép tàn nha cô chú anh chị. Cây đá thần chậu à. Hoành thân em đo vị trí này là được hơn 18. Đường kính bầu là 24. Và mã số B8 này ship lưu chậu là 1 triệu à. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. B9 này cũng có giá là 1 triệu ship lưu chậu nha cô chú anh chị. Đồng giá anh chị muốn lựa cây nào lựa. Chiều cao là 29. Tổng tàn em đo như gì là được 45. Hoành thân em đo vị trí này là được 16. Đường kính bầu là 23. Anh chị có lấy một cặp hay em bớt sát giá cho cô chú anh chị ạ. Hôm nay em về được 6 cặp hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai bông nó màu hồng nha cô chú anh chị. Và nó có trái B10. Nó bông có bông rồi nó già là cái trái nó gì nè cô chú anh chị. Em đo một cây đại diện nha. Chiều cao là 36. Tổng hoành thân em đo về được 22. Và đường kính bầu là 18. B10 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 600 ạ. Cây đã thần chậu nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship bao khỏe nha cô chú anh chị. B11. Chiều cao là 34. Hoành thân em đo là được 24. Đường kính bầu là 19. Và B11 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 600 ạ. B12. B12 cũng có giá là 600 luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 32. Tổng hoành thân em đo như vậy là được 23. Đường kính bầu là 21. Bao ship bao sắm toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi cho em đổi cây đi. B13. B13 có giá là 450 à. Chiều cao là 33. Tổng hoành thân em đo như gì là được 23. Đường kính bầu là 19. Cô chú anh chị nào có chốt được mã nào mà xem chi tiết thì mấy em chụp hình em bổ sung bên phần Zalo nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0938 323 449 nè. B14. Chiều cao là 32. Tổng tàn em đo, quên lộn, hoành thân em đo gì được 19. Đường kính bầu là 16. Và B14 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 450 ạ. B15 có giá là 550 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 26. Hoành thân em đo gì là được 22. Đường kính bầu là 16. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. B16 là một cây quên rồi. Cây bồ đề nha cô chú anh chị. Hình thú à. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Mô Phật. Chiều cao là 85.
Tổng tàng em đo như vậy là nó được 84. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Và em đo vị trí này là được 83. Tổng 2 thân. Tổng 2 thân em đo nó như vậy là được 132 nha cô chú anh chị. B16 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 7 triệu không chậu nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được mấy cây linh sam. Linh sam song hình nha cô chú anh chị, bông màu tím ạ. Cây cái thân của nó rất là quái nha cô chú anh chị. Chiều cao là 29. Tổng tàng em đo như vậy là được 42. Hoành thân em đo như vậy là được 23. Đường kính bầu là 24, cây tá thần chậu nha cô chú anh chị. B17 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 700 ạ. B18 cũng là linh sam luôn nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao là 28. Tổng tàng em đo như vậy là được 62 ạ. Hoành thân em đo gì là được 25. Đường kính bầu là 31 ạ. Và mã số B18 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,1 triệu ạ, không chậu nha cô chú anh chị. B19. Chiều cao là 35. Tổng tàng em đo như vậy là được 54, và khi ship đi em có thể ép tàng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị giờ chịu khó bẻ ra giúp em nha, để tránh gãy ship đi gãy tàng. Và em đo vành thân ở vị trí này là được 25. Đường kính bầu là 36. Và mã số B19 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 650 ạ. Ủng hộ em nha cô chú anh chị. B20. Chiều cao là 48. Dạ. Tổng tàng em đo như vậy là được 76. Cây này cốt rất là bự nha cô chú anh chị, cốt chi cành đồ bự hết rồi nha cô chú anh chị. Cái này xin phép cho em đo hai vị trí đi. Vị trí số 1 em đo ở đây là được 30. Và tổng hết em đo vị trí này là được 51. Đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 46. B20 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,5 triệu không chậu ạ. À. Bao ship bao sống nha cô chú anh chị. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938323449 ạ. À. B21 cũng là linh sam luôn ạ. À. Linh sam này lá rí nha cô chú anh chị. Cây này tàn rất là đều và ấm tàn nha cô chú anh chị, tàn dậy trên cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 41. Tổng tàn em đo như vậy là được 68. Tán ngang là được 56. Cốt cành đồ cũng to hết trơn nha cô chú anh chị, ấm tàn nha. Và em đo vị trí này là được 31 ạ. À. Đường kính bầu là 49. B21 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3 triệu không ship chậu nha cô chú anh chị. Lùng lực nha cô chú anh chị ơi. Cái gì? Hôm nay em về được 4 cây cần thăng.
B22. Ừ, dạ. Chiều cao là 31. Tổng tàn em đo như vậy là được 47 ạ. Em đo vị trí này là được 31 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 32. Và B22 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,3 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Cố lên. B23 rồi, một cây cần thăng. Cái này em cũng đang thả cốt nha cô chú anh chị. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Đây ạ. Chiều cao là 92. Tổng tàn em đo như vậy là được 82 nha cô chú anh chị. Và cái này em xin phép đo hai vị trí đi. Vị trí số 1 là được 33. Và em đo chỗ cục bú này đi. Đo chỗ cục bú này là được 51. Đường kính bầu là 65. Và mã số cá bông. Mã số 23 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,4 triệu không chậu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn xem thêm chi tiết á, em chụp hình em gửi qua nha cô chú anh chị, em bổ sung bên phần Zalo cho. Cái này em đang thả cốt nè cô chú anh chị ơi. Cây đang phát triển bình thường ạ. B24 cần thăng, uống theo dạng bonsai thành thành phẩm này nha cô chú anh chị. Một cây dáng đổ. Ấm tàn xương cốt và dày đặc cho nha cô chú anh chị, thành phẩm mà cô chú anh chị ơi. Này mình chơi theo phong thủy cần cù thăng tiến à, chiều cao là 39. Tổng tàn bay xuống đây em đo gì được 72 nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 49. Hoành thăng em đo vị trí này là được 39, hơn 39, em tính 39. Đường kính bầu là 35. Cái này em ship luôn chậu tới nơi cho cô chú anh chị là 7 triệu B24 ạ. Và ên này xin. B25 mà cũng là một cây cần thăng dáng bay nha cô chú anh chị, một cây dáng đổ, một cây dáng bay. Cái này uống theo dạng bonsai thành phẩm này nha cô chú anh chị. Chiều cao em đo như vậy là được 36 ạ. Tổng tàn em đo như vậy là được 76. Và vành thăng em đo chỗ vị trí này là nó được 48 nha cô chú anh chị. Mình đo cái phần cái đuôi con thú này đi là được 22. Đường kính bầu là 36 và B25 này ship lô chậu tới nơi cho cô chú anh chị là 8 triệu ạ. Cô chú anh chị muốn xem rõ thêm chi tiết em có thể bổ sung mình Zalo nha cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0938323449 ạ. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và một cây gừa miền Tây ôm đá nha cô chú anh chị. Cây uống theo dạng bonsai cô chú anh chị ơi. Cây để bàn cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 43. Tổng tàn em đo như vậy là được 62.
Và chỗ này nó có cái một vết thẹo mà nó kéo dài nha cô chú anh chị. Em đo tổng hết cái phần thân của nó là được 54 ạ. Đường kính bầu là 29. Và B26 này ship tính hơi cho cô chú anh chị là 3,5 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Cây gừa miền Tây ôm đá cô chú anh chị ơi. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Và cây trơn cô chú anh chị ơi, ủng hộ em nha. B27 cũng là một cây gừa. Này em đang thả cốt luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 82. Tổng tàng em đo qua như vậy được 73. Chỗ này nó có một vết lũa nha cô chú anh chị. Đây nó có cái thẹo và đây nó cũng có cái mục. Cái thẹo trên đây mà em đã xử lý rồi khô chờ nha cô chú anh chị. Khô rồi cô chú anh chị ơi. Em đo vị trí này là được 68. Và chỗ này là nó được 37. Đường kính bầu là 45. Và mã số B27 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,4 triệu ạ. Bao sống bao ship ta nha cô chú anh chị. Hôm nay em về được 3 cây nhiệt quế. B28. Nhiệt quế khi cho bông già nó có trái nha cô chú anh chị. Nhiệt quế lá sắn bông chùm cô chú anh chị, bông màu trắng rất là thơm ạ. Chiều cao là 53. Tổng tàng là được 79 nha cô chú anh chị. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Và hoành thân em đó vị trí này là 24. Đường kính bầu là 50. B28 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,8 triệu, không ship chậu nha cô chú anh chị. Nhiệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị, bông màu trắng rất là thơm ạ. Cái này cây đang phát triển mà cái nụ nhỏ 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 nhiều lắm cô chú anh chị ơi, bông rất là thơm. Chiều cao là 62. Tổng tàng em đo như vậy là được 92 nha cô chú anh chị. Và em đo vị trí này là được 33. Cái phần thân trên đây là được 24. Đường kính bầu là 53. Và B29 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,2 triệu nha cô chú anh chị, không chậu ạ. Anh là đổi tay hả? Đổi tay hả? Hai người mập không? B30 cũng là nhiệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị ơi, ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Chiều cao của cây là 68. Rất là già cây à, bông ra cho trái rồi nha cô chú anh chị, trái chín là màu đỏ. Tổng tàng em đo như vậy là được 86 ạ. Em đo vị trí này là được 27 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu của mình là 51 và B30 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,6 triệu, không chạy nha cô chú anh chị. Còn gì nữa?
B31. Mai chiếu thủy, lá nhỏ. Cái này là xương cốt đồ uống dày cho nha cô chú anh chị, chi cành đồ đầy đủ cho cô chú anh chị ơi. Đế điều bốn mặt. Chiều cao là 47. Tổng tàng em đo như vậy là được 59 và tán ngang của nó là được 62 á. Tàng ngang là được 62. Hoành thân em đó ở đây là được 43 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 39. B31 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,2 triệu ship chậu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có chốt được mã số nào muốn xem gõ thêm chi tiết á, kết bạn Zalo với em đi em. Em bổ sung thêm cho ai điện ạ. B32 cũng là mã để em kết thúc clip của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 53. Tổng tàng em đo như vậy là 69 nè, cây đã rừng chậu nha cô chú anh chị. Cây có bộ đế khá là quái đẹp nha cô chú anh chị, quấn. Này cho em phe xin phép em đo hai vị trí đi. Vị trí số 1 em đo trên đây là được 53. Và tổng vị trí ở dưới đây em đo như vậy là được 95 nha cô chú anh chị. B32 này ship tới nơi cho cô chú anh chị là 10 triệu ạ. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A xã. Ship chậu. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938323449, cũng là số để kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh LTK cũng như là ủng hộ cho em ạ. Em hẹn cô chú anh chị ở clip sau ạ.